Trường Giang thừa nhận không còn hứng thú ôm ấp trai gái sau khi cưới giang hồ Nhã Phương về. Lời giải thích vô cùng dễ thương. Trường Giang là nghệ sĩ khách mời tham dự khá nhiều chương trình truyền hình. Người hâm mộ trước nay vẫn vô cùng thích thú khi phát hiện ra rằng anh rất hay có những cử chỉ thân mật với các bạn diễn là nữ. Mới đây khi tham gia một chương trình và trở thành đề tài chặt chém của danh hài Xuân Bắc, Trường Giang đã có câu trả lời chính thức về việc vì sao không có những hành động thân mật với các bạn diễn nữ khác. Theo đó, Xuân Bắc chia sẻ rằng một số fan hâm mộ nói rằng Trường Giang đã không còn cử chỉ thân mật với các khách mời nữ từ ngày lập gia đình. Ngay lúc đó, người anh em thân thiết của Trường Giang là Trấn Thành nhanh chóng góp vui chia sẻ rằng sở dĩ Giang ca bức ôm các chị em là vì Giang ca vừa rước một giang hồ về. Ông xã của Nhã Phương nhanh chóng minh oan cho mình và trả lời rằng anh chỉ làm theo kịch bản thôi và mấy chuyện ôm ấp trai gái chẳng còn thiết tha gì nữa từ khi kết hôn. Trước đó, Trường Giang nhiều lần bị giới truyền thông bóc mẽ chuyện có những cử chỉ khá thân mật với các bạn diễn nữ trên sân khấu hài kịch, game show hay ở đời thường.